Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Và hôm nay thì mình sẽ làm một cái video vlog như các bạn. Và nội dung hôm nay trong cái video này thì nó sẽ có hai cái nội dung. Cái nội dung thứ nhất là hôm nay thì mình mới đi rút tiền được từ YouTube về nha các bạn. Và đây là cái lần thứ hai mà mình rút tiền được từ YouTube nha các bạn. Đó, thì trong kỳ này là mình rút được 2 triệu rưỡi. Đó, 2 triệu rưỡi là 100 mấy đô á. Thì nó cộng trừ nhân chia sao đó thì nó ra 2 triệu rưỡi. Và cái nội dung thứ hai á là mình sẽ lấy số tiền này mình sẽ mua một cái món đồ mà nó sẽ giúp ích cho mình rất là nhiều trong những cái video sắp tới mình quay về hamster được cho các bạn xem đó, chế tạo đồ chơi rồi đó, thì nó sẽ giúp ích rất là nhiều, giúp cho những cái video sắp tới của mình làm ra thì nó sẽ gọi là ok hơn, nó sẽ gọi là cải thiện nhiều hơn đó. Thì cái món đồ đó thì mình đã đặt rồi và khoảng đâu đó 2-3 ngày nữa nó giao thì mình sẽ khui hàng và review trong cái video này cho các bạn xem luôn nha. Rồi, và bây giờ mình sẽ nói sơ sơ qua về cái rút tiền qua YouTube này nha các bạn. Thì đây là cái lần thứ hai mình rút á, thì nó chắc chắn là nó sẽ dễ dàng hơn lần thứ nhất. Lần thứ nhất thì mình nhớ là mình rút thì nó gặp một số trục trặc, hình như là một số cái vấn đề gì đó mà mình quên rồi, nhưng mà rút cũng hơi lâu, cũng khá là khó khăn, mình đợi cũng mấy tuần mới rút được lần đầu tiên. Còn lần thứ hai nói chung là nó rất là dễ. Và việc rút tiền này thì mình rút qua cái cây ATM luôn. Nó chuyển thẳng từ Singapore về cho mình luôn. Và nó đổi ra tiền Việt cho mình luôn. Đó, nó chuyển vô cái thẻ ngân hàng của mình luôn. Thì mình chỉ cần là ra cây ATM và rút tiền là thôi. Đấy, rất là đơn giản luôn nha. Thì nói chung thì lần cái gì cũng vậy, lần đầu thì nó cũng khá là khó khăn. Nhưng mà lần sau thì nó sẽ rất là đơn giản. Và những lần sau thì mình cũng rút như bình thường, như lần thứ hai vậy thôi. Đấy, và kỳ này mình nhận được chỉ có 2 triệu rưỡi thôi. Đó, và mình cảm ơn các bạn rất là nhiều, những bạn đã bỏ cái thời gian quý báu để mà xem quảng cáo, để mà mình có được một ít tiền. Thì cái số tiền này thì mình sẽ không xài, mà mình sẽ đầu tư vào một cái thiết bị mà nãy mình mới nói cho các bạn đó. Nếu như còn dư lại thì mình sẽ để dành mình làm những cái video tiếp theo. Nếu như có là đầu tư gì thêm chút đỉnh á, thì mình sẽ lấy cái số tiền dư đó ra, mình sẽ chi ra, mình sẽ đầu tư vào video của mình hơn nha. Đó, rồi bây giờ mình sẽ tạm kết thúc video ở đây nha các bạn. Và mình đợi cái món hàng đó về, hình như là mình đặt hình như cũng khoảng 2-3 ngày nữa đó, nó mới về cung chỗ mình. Đó, thì ngày nó về thì mình sẽ khui hàng và review cho các bạn xem luôn nha. Sau 2 ngày thì cuối cùng cái món hàng mà mình đặt mua mấy hôm nay thì nó cũng đã về rồi nha các bạn. Đây, thì đây mình nói luôn, đây là một cái cây gậy chống rung cho điện thoại nha các bạn. Đó, thì đối với cái cây gậy này thì mình sẽ gọi là cải thiện được cái video của mình nó ổn định hơn. Giống như các bạn xem những cái video mà mình khui hàng đồ á, review hàng rồi đó, thì các bạn thấy là mình quay bằng tay không á. Với lại cái điện thoại của mình nó có chống rung, nhưng mà cái chống rung của nó cũng gọi là dẫm dẫm đó các bạn, nó không có gọi nhiều. Vì thế là cái chất lượng video á, thì nhiều khi mình đi rồi đó thì nó sẽ còn khá là rung. Thì mình thấy á, mình coi lại những cái video của mình á, thì mình thấy là nếu như mà coi vậy thì nó cũng khá là khó chịu cho con mắt đó các bạn. Đặc biệt là những bạn nào mà xem video mà video nó rung lắc hơi một tí mà các bạn hay chóng mặt á, thì mình nghĩ là nó sẽ khó chịu. Vì thế là mình quyết định là lấy số tiền YouTube mà trong tháng vừa rồi mình nhận được á, thì mình sẽ mua một cái cây gậy chống rung này về để mà cải thiện hơn cho cái video của mình nó mượt hơn đó, để mà review hàng đồ thêm cho nó gọi là chuyên nghiệp tí ha các bạn. Đó, rồi thì cái thùng hàng này người ta shipper người ta mới gửi cho mình nha, và mình đã khui ra mình kiểm tra rồi. Đây, mình mới dán cái miếng băng keo lại để khui hàng cho nó gọi là hồi hộp tí thôi đó, chứ cái này mình khui ra để mình kiểm tra sơ sơ ở ngoài thôi nha các bạn. Đó, rồi thì cái cây này á, cái cây gậy chống rung này mình mua với giá là 1.709.000, thì giá mà mình chưa có áp mã giảm giá rồi vô là chẳng 2 triệu luôn, nhưng mà mình áp mã giảm giá đồ vô các thứ các kiểu thì nó còn 1.709.000. Đấy, thì mình thấy khá là ok, khá là hợp lý. Thì không biết là cái cây này thì nó xài như thế nào, mà mình thấy khá là nhiều YouTuber cũng như là những người làm YouTube đi trước thì người ta có chia sẻ về cái cây này thì xài khá là ok. Đó, thì mình cũng mua xài thử, nếu như mà có hư thì mình mua cây mới thôi, gì hết. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ khui cái thùng này ra cho các bạn xem coi nó có gì bên trong và nó như thế nào nha. Và trong này thì cái shop này người ta gói khá là ok các bạn, khá là kỹ luôn á, có mút được các thứ các kiểu này nè. Đây, ten. Và đây là một cái phiếu bảo hành. Đấy, phiếu bảo hành thôi chứ không có gì hết. Cái này là bảo hành lên đến là 1 năm nha các bạn, 12 tháng.
Đấy, 12 tháng, 1 năm. Ok. Đây, bên trong thì nó cũng có mút gói đồ, thứ kiểu khá là ok. Cái hộp của nó cũng khá là nặng nha các bạn. Đây. Rồi, đây, cái hình ở ngoài nó sẽ như thế này nha. Đó. Tại cái hiệu của nó là Smooth 4, gimbal Smooth 4. Thì đối với những bạn nào mà làm YouTube á, hoặc là những bạn nào mà có đam mê về một ít về chỉnh sửa video rồi đó, thì mình nghĩ là cái cây gimbal này các bạn sẽ biết. Đó, đảm bảo 100% luôn. Các bạn sẽ biết. Tại vì cái cây gimbal này nó nghiêng về cái hướng gọi là làm video, làm phim đồ các bạn. Đó, làm phim đồ mà dạng nghiệp dư đó, thì có rất là nhiều người ta mua cái loại này, ta xài. Nó cũng khá là nhiều chức năng luôn các bạn. Đó. Và cái kiểu dáng của nó cũng khá là đẹp, khá là hầm hố các bạn. Đó. Rồi. Còn đây là cái thùng không thôi, không có gì hết, mình sẽ để qua một bên nhé. Rồi, và đây là cái cây gimbal. Bây giờ mình sẽ khui ra. Hồi nãy mình cũng có bóc cái tem này ra để mà mình kiểm tra hàng rồi. Bên trong này thì nó sẽ có kèm theo, nhà sản xuất người ta kèm theo cho các bạn một cái hộp sút, hộp mút chứ, hộp mút. Đó, để mà bảo vệ cây gimbal của các bạn, cái cây gậy chống rung của bạn. Đây là cái sách hướng dẫn sử dụng thôi. Mới bên đầu mình tưởng đến này là cái đĩa các bạn, nhưng mà không có. Đây là cuốn sách hướng dẫn sử dụng thôi à. Đây. Cuốn sách hướng dẫn sử dụng bình thường thôi à. Một cái hộp bằng sút mút khá là cứng nha, mút này mút cứng nha. Và ở ngoài trang trí đồ, cái hoa văn đồ nói chung là khá là đẹp. Cái hộp này mình nghĩ là nó sẽ chống được nước chứ các bạn. Đó, nước mưa rồi mà nhẹ nhẹ đồ đó thì nó sẽ chống được luôn á. Đó, thì cái hộp này mút này nó không có thấm nước mà. Đấy. Rồi, cái hộp khá là đẹp luôn. Ở đây sẽ có một cái chỗ để ta mở ra. Thì đối với cái hộp này thì mình nghĩ là nó sẽ bảo vệ cái cây gimbal của chúng ta nó sẽ an toàn hơn. Đây, bên trong thì nó sẽ có như thế này nha các bạn. Đó, một cái cây gimbal mà nói chung là thấy họa tiết đồ làm cũng khá là ok. Nói chung là giá khoảng 2 triệu một cái cây gimbal như thế này thì mình không đòi hỏi gì nhiều. Mình chỉ đòi hỏi là nó chống rung ok, mượt là được. Đó, chứ không có đòi hỏi gì nhiều. Còn những cái chức năng trên cái này á, thì mình thấy là nó cũng xài được, nhưng mà nó không có loại là hoàn hảo. Đó, tại vì cái này là cũng là cái dòng gimbal giá rẻ mà, mình không có đòi hỏi nhiều được các bạn. Rồi, ở đây thì nó sẽ tặng kèm cho các bạn luôn một cái cây gậy, một cái chân để mà cho gimbal nó đứng được. Cái chân này thì chúng ta có thể là để cái camera hành trình nhỏ nhỏ mình cầm vậy nè. Đó, mình quay cũng khá là ok. Đấy, mình đặc biệt rất là thích cái cây gimbal nó tặng cho một cái chân khá là đẹp luôn. Ở đây có cái logo gì nè, khá là đẹp luôn nha các bạn. Đấy, bên này có một cái cục cao su để mà đừng có ảnh hưởng đến máy quay đồ chẳng hạn. Đấy, ok chưa? Rồi. Đấy, chỗ để đồ người ta khắc mút đồ khá là đẹp nha các bạn. Và đây là một cái cáp sạc. Đó, và đặc biệt đây là một cái cáp sạc Type-C nha các bạn. Đó, đây. Đây là cái chuẩn sạc gọi là dạng mới á, dạng mới cho những cái chiếc điện thoại đời mới hiện nay. Đó, cái cáp này thì các bạn gọi là sạc cái đầu nào cũng được. Đó, nghiêng bên nào cũng được, chứ không như cái loại cũ, cái đầu cũ đó, thì các bạn phải ghim đúng cái đầu, đúng chiều thì nó mới vào. Còn cái này mà các bạn muốn ghim chiều nào cũng được hết, mặt nào cũng được hết. Và đây là nhân vật chính của chúng ta. Đây, một cái cây gimbal. Đó, và cái này là cái túi túi kẹo nha. Đó, cái này là túi kẹo. Đó, mà kẹo này ăn cũng được. Rồi, bỏ qua bên đi. Đây là cái cây gimbal nè. Thì cây này mình mới lấy, mình không biết xài sao luôn các bạn. Để mình tìm tòi chắc ngày quá. Mình ngày mình quay thử thôi. Rồi như thế nào rồi mình sẽ review những cái video, những cái clip nhỏ nhỏ. Mình review bằng con, quay bằng cái con gimbal này. Coi là nó chống rung như thế nào nha. Mình thấy cây này thì có nhiều youtuber với nhiều anh chị người ta làm video đồ, người ta review khá là ổn. Thì mình mới quyết định mua cây này. Mình quyết định mua cũng khá là lâu rồi, nhưng mà mình thấy cũng chưa cần thiết, và mình đến hiện tại thì mình sẽ quyết định mình mua luôn. Đấy, để mà cải thiện cái video của mình nó không có rung lắc gì nữa. Đó, nếu như có rung thì nó ít thôi các bạn, cũng được nha. Đó. Rồi. À, ở đây thì nó sẽ có một cái chốt nè các bạn, để mà giữ cái đầu này lại. Bây giờ mình bung ra nha. Đấy, nó sẽ như thế này. Đó, rồi để cái điện thoại lên đây. Đấy, bây giờ mình lấy cái điện thoại mình để lên thử cho các bạn xem như thế nào nha. Đây các bạn. Đây là cái điện thoại cũ của mình. Bây giờ mình để lên thử như thế nào nha các bạn. Không, bây giờ mình sẽ gắn cái chân vào nha. Để mà để lên nó dễ rồi nó an toàn thì mình sẽ gắn cái chân vào. Dưới này nó sẽ có một con ốc. Đặc biệt mình rất thích là cái gimbal này nó sẽ cho mình một cái chân để mà cái cây này nó có thể đứng được nha. Có nhiều hãng người ta không có cho cái chân này riêng nha các bạn. Ủa, không có cho cái chân này luôn, mà các bạn phải mua riêng ở ngoài. Các bạn phải tốn thêm một ít tiền nữa.
Nhưng mà cái cây này thì nó tặng luôn. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái điện thoại vào thử nha các bạn. Đây là cái chỗ mà nó có điểm cái miếng cao su các bạn, cho nó im cái điện thoại. Cái chỗ này thì nó có hai cái bát kéo ra như là cái đồ gắn điện thoại để các bạn selfie đấy, chống thịt luôn. Ở chỗ này nó có cái rãnh nè, bạn để vào nó sẽ khá là an toàn cho cái chiếc điện thoại của bạn luôn á. Rồi sau đó thì mình sẽ là dặn cái đầu này qua một bên. Rồi và bước tiếp theo là mình sẽ cân bằng cho cái gimbal này, cân bằng lại nha. Thì nó hoạt động nó sẽ gọi là đỡ bị tải những cái motor này các bạn, thì nó sẽ bền hơn. Còn mình không cân bằng lại á, thì nó sẽ những cái motor nó làm việc nhiều á, thì nó có thể là nó bị giảm tuổi thọ. Ok, và mình nghĩ như thế này là cũng ok rồi nha. Đó, cũng ok rồi. Bây giờ mình sẽ bật cái nguồn nha các bạn. Đây là cái nút nguồn nó dưới này nè. Đây, cái nút nguồn nó dưới này. Mình sẽ bấm giữ đây nha. Đấy. Ok, đó. Và hiện tại thì cái cây gimbal này nó đang ở trong trạng thái chống rung nha các bạn. Đấy, chống rung. Đó, như các bạn thấy nè. Bây giờ mình sẽ tháo cái chân này ra cho nó gọn nha. Thì cái cam của mình, cái góc nó cũng hơi bé. Đó, đang trạng thái chống rung. Thì các bạn, như các bạn thấy nè không? Đấy, cái chiếc điện thoại của chúng ta sẽ được giữ ở trên không và nó sẽ không có bị rung lắc cái khung hình, cái hình ảnh, cái video mà các bạn quay. Đấy, còn những cái nút này thì là những cái chức năng rồi zoom rồi các thứ các kiểu đó. Thì cái này thì các bạn muốn hiểu sâu nữa thì các bạn có thể tìm những cái video mà tôi review về cây này chi tiết á, thì các bạn có thể xem thêm. Còn đây mình chỉ khui cái sản phẩm này để mà mình xài thôi, chứ mình không có phải là dân chuyên để mà review cái những sản phẩm công nghệ này nha các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ kết thúc cái video đây nha. Và mình sẽ là quay những cái video nhỏ nhỏ mà mình test bằng cái con chống rung này. Và mình sẽ để lên cái video này cho các bạn xem luôn, coi như thế nào nha. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Và nếu như mà các bạn thấy video này ok á, thì các bạn để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ mình ra nhiều video nữa nha. Và sắp tới thì đây là cái người bạn đồng hành tiếp theo của mình, để mà cùng mình tạo ra những cái video nó chất lượng hơn, nó là mượt hơn, nó chuyên gọi là hơi chuyên nghiệp hơn một tí, để mà phục vụ các bạn sau những cái ngày học tập là mệt mỏi hay là làm việc mệt mỏi, cũng như là chia sẻ những cái video về hamster rồi đó, cho các bạn nuôi hamster nó ok hơn nha. Rồi quên nữa, sẵn tiện quảng cáo luôn, thì những bạn nào mua thức ăn đồ á, vật dụng nuôi cho hamster á, thì có thể ghé qua shop mình ủng hộ mình nha. Đấy, còn hamster thì hiện tại mình đang tạm nghỉ bán một thời gian dài một tiếng nha các bạn, tại vì mình còn đang đi học đó, không có thời gian chăm mấy con chuột đó, cho nên là mình không có bán. Rồi chừng nào mình bán lại mình sẽ thông báo trên YouTube cho các bạn luôn nha. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.